Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học đầu tiên của năm học lớp 7. Xin tự giới thiệu, thầy là Đạm, giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đức Trí. Để mở đầu chương trình lớp 7, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái tập hợp số mà chúng ta đã học sơ lược ở lớp 6. Đó chính là tập hợp số hữu tỉ và lớn hơn nữa, đó chính là tập hợp số thực. Các con hãy chuẩn bị tập đại số bài học, bút, viết và máy tính để chúng ta có thể ghi bài và thực hiện cái yêu cầu trong video một cách đầy đủ để có thể thực hiện tiết học một cách tốt nhất nhé. Nhớ đề thứ, tựa, viết tựa chương, tựa bài và ghi đầy đủ những nội dung trong video để thầy cô có thể kiểm tra sau khi các con đi học lại nhé. Để mở đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu số hữu tỉ là gì. Một là mã số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a phần b với ab là các số nguyên, b khác không. Như vậy chúng ta thấy khái niệm số hữu tỉ có liên quan đến khái niệm phân số chúng ta đã học ở lớp 6. Để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 1. Các số 7, âm 2,5, 0, 1, 4/3 đều là các số hữu tỉ bởi vì số 7 thì có thể viết được dưới dạng phân số là 7/1. Như vậy, 7 chính là một số hữu tỉ. Âm 2,5 thầy cũng có thể viết được dưới dạng phân số là âm 25/10, rút gọn bằng âm 5/2. Như vậy, âm 2,5 cũng chính là một số hữu tỉ. Tương tự cho 0 sẽ bằng 0/1. Như vậy, 0 cũng chính là một số hữu tỉ. Và cuối cùng, hỗn số 1/4/3 sẽ bằng phân số 7/3. Như vậy, 1/4/3 cũng chính là một số hữu tỉ. Giống như tập hợp các số khác, tập hợp số hữu tỉ cũng sẽ có một cái tên riêng. Đối với tập hợp số tự nhiên sẽ là N, tập hợp số nguyên sẽ là Z, còn tập hợp số hữu tỉ sẽ ký hiệu là Q. Sau khi tìm hiểu khái niệm về số hữu tỉ, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần 2, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Làm thế nào để chúng ta biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ số 2. Biểu diễn số hữu tỉ 7/4 trên trục số, ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, thầy sẽ có trục số. Để xác định được trục số, các bạn cần xác định cho thầy số 0. Bên phải số 0 sẽ là biểu diễn của những số nguyên dương 1, 2, vân vân. Bên trái số 0 sẽ là biểu diễn của những số nguyên âm, âm 1, âm 2, vân vân. Mỗi số sẽ cách nhau một khoảng bằng một đơn vị. Ví dụ, từ 0 đến 1 sẽ là một đơn vị, từ 1 đến 2 sẽ là một đơn vị. Tương tự, từ 0 đến âm 1 cũng sẽ là một đơn vị và từ âm 1 tới âm 2 cũng sẽ là một đơn vị, vân vân. Đầu tiên, các bạn sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 phần bằng nhau. Như vậy, mỗi phần đơn vị mới sẽ bằng 1/4 đơn vị cũ. Quan sát hình vẽ, các bạn sẽ thấy thầy chia như sau. Từ 0 tới 1 và từ 1 tới 2, thầy sẽ chia những cái đoạn thẳng này thành 4 phần bằng nhau. Số hữu tỉ 7/4 sẽ được biểu diễn là điểm A nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn là 7 đơn vị mới. Như vậy, từ 0 thầy sẽ đếm đúng 7 đơn vị và ký hiệu điểm A. Vậy điểm A trên hình vẽ chính là điểm biểu diễn của số hữu tỉ 7/4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Yêu cầu số 1, em hãy biểu diễn phân số 2/5 trên trục số. Quan sát phân số 2/5, thấy đây là một phân số có mẫu số là số nguyên âm. Như vậy, em hãy viết phân số trên trở thành một phân số có mẫu số dương và thực hiện giống như là ở ví dụ số 2 của thầy. Bấm dừng video để chúng ta có thời gian thực hiện vào trong tập nhé. 2 phút cho các con bắt đầu. Đúng là một ví dụ dễ dàng phải không nào? Thì bây giờ các con hãy cùng nhau quan sát bài giải của thầy ở trên bảng.
Đầu tiên, thầy viết phân số 2 phần âm 5 trở thành một phân số của mẫu số dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này cho âm 1. Kết quả thu được, chúng ta có 2 nhân âm 1 sẽ bằng âm 2, âm 5 nhân âm 1 sẽ bằng 5. Trên trục số, thầy chia đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến âm 1 thành 5 phần. Như vậy, thầy sẽ được những đơn vị mới và những đơn vị mới này sẽ bằng 1 phần 5 lần của đơn vị cũ. Như vậy, điểm biểu diễn phân số âm 2 phần 5 sẽ là điểm B nằm bên trái số 0 và cách số 0 một khoảng bằng 2 đơn vị mới. Các con lưu ý, trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần số 3, so sánh hai số hữu tỉ. Theo định nghĩa các con đã học, số hữu tỉ chính là số viết được dưới dạng phân số. Như vậy, để so sánh hai số hữu tỉ, các con cần biết cách so sánh hai phân số. Vậy thì đầu tiên, thầy xin nhắc lại về việc so sánh hai phân số. Chúng ta sẽ có các bước làm như sau. Bước 1, viết các phân số cần so sánh về các phân số có cùng mẫu dương. Và bước số 2, chúng ta sẽ tiến hành so sánh. Trong các phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Để rõ ràng hơn cho việc so sánh hai phân số, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ. Ví dụ số 4, so sánh hai phân số 3 phần âm 2 và âm 7 phần 5. Thì quan sát hai phân số này, chúng ta thấy chúng chưa cùng mẫu. Và phân số đầu tiên, 3 phần âm 2, có mẫu số là số nguyên âm. Như vậy thì đầu tiên thầy sẽ viết phân số 3 phần âm 2 trở thành một phân số có mẫu số nguyên dương, đó chính là âm 3 phần 2. Như vậy, phân số âm 3 phần 2 và phân số âm 7 phần 5, thầy sẽ chọn mẫu số chung là 10. Và chúng ta có thể viết âm 3 phần 2 bằng âm 15 phần 10 bằng cách nhân cả tử và mẫu cho 5. Tương tự, âm 7 phần 5, thầy sẽ nhân cả tử và mẫu cho 2, được phân số là âm 14 phần 10. Như vậy, cả hai phân số thầy đều đã viết được trở thành về các phân số có cùng mẫu dương. Tiến hành so sánh, thấy âm 14 lớn hơn âm 15, nên chúng ta sẽ có phân số âm 14 phần 10 lớn hơn phân số âm 15 phần 10. Từ đó, chúng ta có thể kết luận âm 7 phần 5 sẽ lớn hơn 3 phần âm 2. So sánh hai phân số là như thế. Vậy thì làm sao để chúng ta so sánh hai số hữu tỉ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở ví dụ số 5. So sánh hai số hữu tỉ 1, 3 phần 4 và 0. Vậy thì để so sánh hai số hữu tỉ này, thầy sẽ viết chúng trở thành những cái phân số có cùng mẫu dương. Số hữu tỉ 1, 3 phần 4, thầy viết thành phân số 7 phần 4. Và số 0, thầy viết thành phân số 0 phần 4. Như vậy, hai số hữu tỉ của thầy đều đã được viết thành dạng phân số có cùng mẫu dương. Tiến hành so sánh, thấy 7 lớn hơn 0, nên 7 phần 4 sẽ lớn hơn 0 phần 4. Như vậy, kết luận 1, 3 phần 4 sẽ lớn hơn 0. Lưu ý, nếu số hữu tỉ x bé hơn số hữu tỉ y, thì trên trục số, điểm x sẽ ở bên trái điểm y. Số hữu tỉ lớn hơn 0 sẽ là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ bé hơn 0 là số hữu tỉ âm. Trở lại ví dụ số 5, các con sẽ thấy số hữu tỉ 1, 3 phần 4 lớn hơn 0. Do đó, chúng ta sẽ gọi số hữu tỉ 1, 3 phần 4 là số hữu tỉ dương. Lưu ý cuối cùng, số 0 chính là một số hữu tỉ, nhưng không phải là số hữu tỉ âm, cũng không phải là số hữu tỉ dương. Lưu ý trên cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các con nhớ đề thứ, tự bài, tự chương và cái bài học ở video này vào trong tập đại số bài học. Đừng quên làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận ở cuối video.
Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Thầy xin kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta.